Và đây trên màn ảnh của quý vị các bạn đang là thông tin của hai tay đấm Đỗ Ngọc Hoàn, câu lạc bộ B2B Boxing, và Đoàn Văn Hiệu đến từ VSC Boxing. Trận đấu diễn ra ở hạng 61kg. Đỗ Ngọc Hoàn, một tay đấm đáng gờm, người đã từng tham gia nhiều sự kiện như HBF năm 2018. Ngọc Hoàn bắt đầu trận đấu với tư thế Southpaw, trong khi đó Đoàn Văn Hiệu sử dụng thế tấn Orthodox. Đỗ Ngọc Hoàn được biết tới với khả năng knock out đối thủ thực sự đáng gờm khi ở trận đấu gần đây nhất tại sự kiện tranh đài WBA châu Á ở câu lạc bộ Sài Gòn Sport Club. Anh đã kết thúc đối thủ chấm tự lập chỉ sau 3 hiệp. Một đòn móc tay phải chuẩn xác của Đỗ Ngọc Hoàn, như chúng ta có thể thấy. Đỗ Ngọc Hoàn ngay lập tức đã cho thấy chênh lệch về kinh nghiệm khi anh chủ động chơi ép đài và liên tục có các pha ra đòn chính xác. Ngọc Hoàn sinh năm 1996, từng giành huy chương vàng giải trẻ boxing toàn quốc và đặc biệt là á quân của giải đấu Let's Việt năm 2016, cũng như là huy chương vàng giải boxing Đại hội Đại hội Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Trong khi đó Đoàn Văn Hiệu mới chỉ giành được một tấm huy chương đồng giải boxing quốc gia. Năm nay anh 22 tuổi. Thực sự chênh lệch về trình độ kỹ thuật là rất rõ ràng. Đỗ Ngọc Hoàn liên tục tung ra các cú tay sau nhử đòn, bất ngờ áp sát. Vừa rồi là một pha móc bụng của Đỗ Ngọc Hoàn. Có thể thấy tay đấm sinh năm 1996 liên tục đổi các mục tiêu tấn công tới bụng mặt rất tốt. Đoàn Văn Hiệu đang tỏ ra khá bế tắc khi chưa thể thoát ra được khỏi góc đài trước các đòn đánh đa dạng của Đỗ Ngọc Hoàn. Mười giây cuối của hiệp thi đấu thứ nhất và Đỗ Ngọc Hoàn đang là người làm chủ và cuộc chơi và dẫn trước với điểm số. Sự Đỗ Ngọc Hoàn đang cho thấy sự áp đảo đáng kể sau hiệp thi đấu đầu tiên. Và đây là huấn luyện viên Ali của Đoàn Văn Hiệu. Thứ hai bắt đầu. Đoàn Văn Hiệu đã bắt đầu chủ động hơn với các cú chắp. Nhưng lúc này Đỗ Ngọc Hoàn ngay lập tức có câu trả lời.
và tay đấm trẻ cũng cho thấy mình không hề lép vế với các đàn anh. Đỗ Ngọc Hoàn đang tìm cách dồn Đoàn Văn Hiệu về góc đài và vừa rồi là một cú body shot chất lượng. Thế thủ Felicio tay thấp của Đoàn Văn Hiệu đã phần nào áp cho thấy sự hiệu quả trong tình huống vừa rồi. Hoàn đang là người chủ động thiết lập trận đấu và vừa rồi là một đòn tay thẳng đến từ Đoàn Văn Hiệu. Đỗ Hoàn đang cho thấy mình thực sự rất thoải mái khi trong việc lựa chọn các đòn đánh. Đoàn Văn Hiệu vẫn chưa có thêm một tình huống ra đòn chính xác nào. Thế tấn sao bò của Đỗ Ngọc Hoàn giúp anh thoải mái tung ra các cú lết thúc, các cú móc tay trước khi lựa chọn tung left hand quý vị các bạn, tung các đòn đấm tay sau và vào vùng mặt và bụng đối phương. Vừa rồi là một combo móc phải và thẳng trái chuẩn xác của Đỗ Ngọc Hoàn. Lúc này thì tốc độ di chuyển của Đoàn Văn Hiệu đã chậm lại rõ rệt rồi, khi đây mới chỉ là những giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai mà thôi. Và hiệp thi đấu thứ hai đã kết thúc. Sự kiện VSP Pro cho Gen Exit được sản xuất bởi và phát sóng trực tiếp bởi Việt Content Group trên hạ tầng fanpage Facebook và YouTube của webthethao.vn. Việt Content Sport và webthethao.vn là đơn vị tự hào được đồng hành với các sự kiện thể thao tại Việt Nam, đặc biệt là những sự kiện về võ thuật và boxing chuyên nghiệp. Tình huống móc hàm chuẩn xác của Đỗ Ngọc Hoàn trong hiệp thi đấu thứ hai vừa rồi. Một bảng thành tích dày đặc, huy chương vàng giải trẻ toàn quốc Á quân Les Việt năm 2016, huy chương vàng Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Đỗ Ngọc Hoàn vẫn đang tích cực nhử đòn để tìm cơ hội tấn công. Một pha móc trái chuẩn xác. Cho tới nay thì Đoàn Văn Hiệu vẫn hoàn toàn bị động trong các tình huống phản đòn. Sự rất khó để Đoàn Văn Hiệu có thể tìm được cơ hội phản công.
một nửa thời gian của hiệp thi đấu cuối cùng đã trôi qua và chúng ta có thể thấy rằng Đỗ Ngọc Hoàn vẫn đang áp đặt lối đánh của mình lên Đoàn Văn Hiệu một cách triệt để nhất có thể. Liên tiếp là những cú tay trái chính xác. Hoàn toàn chênh lệch. Cho đến nay thì Đoàn Văn Hiệu vẫn chưa thể tạo ra được bất kỳ tình huống tấn công nào có thể thực sự tìm đến mặt của Đỗ Ngọc Hoàn. Và một tình huống lừa móc bụng chuẩn xác của Đỗ Ngọc Hoàn khi hiệp thi đấu cuối cùng chỉ còn hơn 30 giây. Xin lỗi quý vị các bạn, đây là hiệp thi đấu thứ 3, chỉ còn hơn 30 giây. Lại là một pha ép đài. Thực sự rất khó chịu. Đỗ Ngọc Hoàn không cố gắng tìm cơ hội kết thúc đối phương. Anh kiên trì di chuyển và ra đòn, tận dụng tối đa lợi thế. Và đây là giây cuối cùng của thi đấu thứ 3. Tình huống tấn công của Đỗ Ngọc Hoàn tỏ ra cực kỳ thoải mái khi Đoàn Văn Hiệu không thể có được những câu trả lời rõ ràng. Một sự chênh lệch lớn về cả thể hình, kỹ thuật và đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu. Ta đến với những diễn biến của hiệp thi đấu cuối cùng trong ngày hôm nay và mở màn là một đòn tay sau chuẩn xác của Đỗ Ngọc Hoàn. Dường như tay đấm sinh năm 1996 đang muốn tìm cơ hội kết thúc. Vừa rồi là một pha ép đài đến từ Đỗ Ngọc Hoàn. Thực sự những trận đấu tại VSP Pro Genesis ngày hôm nay đã vượt qua cả sự mong đợi của tôi khi những cái tên trẻ đã phần nào thể hiện được sự lì lợm và chất lượng tập luyện của mình qua các đối thủ đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn ở cả các võ đài trong nước và những tay đấm từng giành huy chương quốc gia. Đây là một trải nghiệm thực sự đáng quý đối với các võ sĩ khi mà chúng ta vừa mới bước ra một quãng thời gian khủng hoảng vì đại dịch Covid-19 khiến cho các sự kiện boxing nghiệp dư nói chung, đặc biệt là boxing chuyên nghiệp nói riêng, có thể quay trở lại. Và với The Genesis lần này, hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều vận động viên Việt Nam tìm đến với các sàn đấu, các tổ chức, công ty quảng bá boxing chuyên nghiệp để làm sôi động hơn, để khuấy động hơn cái thị trường boxing đang rất nhiều tiềm năng tại Việt Nam. Và trận đấu giữa Đoàn Văn Hiệu và Đỗ Ngọc Hoàn ở hạng cân 61kg đã đi tới những phút cuối cùng.
lực phản đòn của Đoàn Văn Hiệu, nhưng ngay lập tức Đỗ Công Hoàn đã có câu trả lời. Giây phút ép đài hiếm hoi của tay găng trẻ. 20 giây cuối cùng. Và đây là 10 giây cuối cùng. Và chúng ta đã đi tới những diễn biến cuối cùng của trận so tài giữa Đỗ Công Hoàn và Đoàn Văn Hiệu hạng 61kg. Một màn thể hiện gần như không có điểm trừ nào của tay găng sinh năm 1996, và chúng ta chỉ cần chờ đợi một kết quả chính thức cuối cùng mà thôi. Tốt đẹp hơn. Đây cũng là tiêu chí hàng đầu để Vietcontent Sport và webthetao.vn tiếp cận và đưa các nội dung về thể thao tới với quý vị độc giả. Trên màn ảnh của chúng ta đang là ông KP Singh và ngài Lim Song, là những người quản lý của đơn vị VSP Boxing, VSP Promotion. Và không có gì thắc mắc, Đỗ Công Hoàn là người giành chiến thắng.